Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh thiết bị điện Hưng Thịnh của chúng tôi. Thiết bị điện Hưng Thịnh của chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị điện dân dụng, công nghiệp và vật tư phụ trợ cung cấp đến cho các cái công trình dân dụng và công nghiệp. Video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kiến thức rất là cơ bản để chúng ta có thể nắm được. Như đây các bạn đang thấy đây, sau khi chúng ta xây dựng lên, chúng ta sẽ xây được các cái bức tường như này rồi thì phần cơ điện của chúng ta sẽ đi vào để chúng ta thực hiện thi công các cái hạng mục cơ điện. Ví dụ đây là một cái hình ảnh tôi đang quay cho các bạn thấy đây, thì sau khi các bạn cắt đục tường để đi ống âm tường và đặt đáy âm cho bốc điện các bạn nhé, thì sau khi cắt đục xong thì các bạn phải đóng đinh cùng với lưới mắt cáo này để chúng ta đảm bảo là chúng ta sau này đưa vào sử dụng chúng ta sẽ không bị nứt tường các bạn nhé. Các bạn chú ý giúp mình, tại vì nếu như nhà nào mà chúng ta không đóng như lưới này, sau này sử dụng sẽ bị nứt tường các bạn nhé. Các bạn chú ý giúp mình cái phần này. Thì tất cả các bạn đi ống PVC âm tường, đặt bốc điện âm tường thì chúng ta đều phải đóng lưới mắt cáo này. Để sau này chúng ta ra trát, chúng ta sẽ hạn chế được cái phần nứt tường sau này các bạn nhé. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của thiết bị điện Hưng Thịnh chúng tôi. Xin cảm ơn.